Hương Thơ và chương trình Câu chuyện Y khoa do Bệnh viện Orankos Memorial bảo trợ, nơi mà Hương Thơ làm việc toàn thời gian trong vai trò nhân viên giao tế, Public Relations. Hương Thơ xin kính chào quý vị. Và hôm nay xin mời quý vị theo dõi phần nói chuyện của Hương Thơ với bác sĩ Lê Đào, chuyên về nhi khoa. Và Hương Thơ biết rằng có nhiều bậc phụ huynh đang rất muốn nghe những đề tài liên quan đến chăm sóc sức khỏe của trẻ em. Hương Thơ xin mến chào bác sĩ Lê Đào ạ. Xin chào Hương Thơ và xin kính chào quý vị khán thính giả của Đài Sài Gòn TV ạ. Vâng, thưa bác sĩ Lê Đào, gần đây thì chúng ta đang lo ngại về cái đại dịch Ebola đang hoành hành ở Tây Phi, cũng như là có những vài ca nó đã đến nước Mỹ. Thì hôm nay Hương Thơ phần đầu xin được nói sơ qua về những cái về Ebola, cũng như những cái dịch cúm, những cái virus mà có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ em. Bây giờ câu hỏi đầu tiên là bác sĩ có thể nói sơ qua về tình hình của Ebola hiện nay ạ? Thì con vi khuẩn Ebola thì là cái con vi khuẩn nó rất là dữ, nó hung dữ. Nó là một loại wet virus, tức là cái con này nó phải cần sống ở những cái môi trường mà ướt át thì nó mới sống được. Thành ra cái khi mà nó truyền dịch, nó truyền đi bằng cách nó tiếp xúc, những người này họ tiếp xúc với cái nước miếng hoặc những cái chất dịch ở trong người của máu, hoặc là những cái chất gì thải ra của cái người bệnh nhân á, thì là nó sẽ làm cho lây bệnh. Thành ra nó cũng khó mà nó lan truyền mạnh nếu mà nhà nước có đủ phương pháp để mà ngăn chặn mà kịp thời. Tuy nhiên là nó rất là dữ, là tại vì khi mà nó bị bệnh rồi là khoảng chừng 21 ngày là nó đổ chảy máu miệng, chảy máu đường ruột, chảy máu mọi nơi, cái đường thận, nhất là cái thận. Thành ra không có người bệnh nhân, cái hệ thống miễn nhiễm nó bị hư hại rất là mau và đi chết rất là lẹ. Thành ra nhà nước rất là chú trọng về cái việc mà ngăn ngừa để cho nó đừng có lan ra. Nhưng mà với các trẻ em á, thì với lại của cái dân của cộng đồng của chúng ta, Việt Nam của chúng ta đó, thì là mình nghĩ là chắc cũng không có đến nỗi là mình sợ nhiều bằng những cái vi khuẩn mà nó gần gũi với các em, mà nó có thể dễ dây lây bệnh cho các em. Chẳng hạn như bệnh cúm, mình dòm tới nó đấy rất là thông thường. Nhưng mà nếu mà mình không có kịp ngăn ngừa thì nó lan rất là rộng, mà nó lan rất là mau cho nhiều người cùng một lúc. Thành ra mình phải chăm sóc các em bằng mọi cách để làm sao để cho các em nó đừng có bị lây những cái bệnh thông thường, nhưng mà nó cũng rất là nguy hiểm. Cái điều nguy hiểm mà Hương Thơ đọc được từ các tin tức đó về Ebola, vì nó chưa có thuốc thuốc chữa trị hoàn tất hay là cái thuốc chủng ngừa, nên bây giờ ai cũng hoang mang vì đang tiến trình, họ đang thử nghiệm các loại thuốc mới. Nhưng mà chúng ta đã có, như bác sĩ vừa nhắc, có những loại bệnh, những cái virus chúng ta đã có chủng ngừa, như là chủng ngừa cúm. Và bác sĩ có thể nói thêm những cái loại chủng ngừa mà chúng ta, mà nhất là các em thiếu nhi cần phải chích ngừa trước khi mà nhập học, thưa bác sĩ? Một cái con vi khuẩn đó mà nó cũng rất là quan trọng, mà nó cũng rất là sợ hãi. Ngày xưa đó, lúc mà mình mới đi ở trong trường y khoa ra đó, thì cái con rotavirus đó là cái con vi khuẩn mà nó làm cho các em vô nhà thương mỗi một cái mùa mà nó tới á, là nó nằm la liệt ở ngoài cái phòng emergency room. Mà các cháu nó đi cầu tiêu chảy mà cái bằng đi ra toàn là nước không. Ở Việt Nam mình hay gọi là trên thổ dưới tả đó. Uống vào bao nhiêu là nó ra hết bấy nhiêu, uống vào bao nhiêu ra hết bấy nhiêu. Thì các cháu nó cứ không có còn cái nước ở trong người, nó bị dehydrated, tức là nó bị khô nước quá. Tim nó không có nước để nó máu để nó bơm. Rồi thận nó không có nước để mà nó lọc những cái chất độc trong người ra. Thì các cháu nó bị mất mạng rất là nhiều trong cái thời gian mà nó chưa có làm ra cái thuốc chích ngừa, chủng ngừa cho cái đó, cho cái con vi khuẩn là gì đó. Nó gọi là con rotavirus. Dạ, vâng. Thành ra sau này đó, từ cái lúc mà mình đi khoảng chừng mười mấy hai chục năm sau, khi mà mình đi xong cái residency đó, thì họ mới làm ra cái vi khuẩn, cái thuốc chủng ngừa cho cái đó. Thì cái con vi khuẩn đó, nó sở dĩ nó mạnh là đối với những cái em bé đó. Người lớn mình thì mình có cái dự trữ nước rất là nhiều trong người. Ví dụ mình khô, mình bị khô nước khoảng chừng mình nhịn không có uống nước
vài ba ngày mình khô khan, mình yếu đi nhưng mà mình không có đến nỗi nào. Nhưng mà còn các cháu bé nó mới sinh, nhất là các cháu sơ sinh đó, mà nó bị cái đó thôi là trong người nó không có cái chỗ nào để mà nó reserve cái nước ở trong người nó cả. Dự trữ, không có nước dự trữ. Dạ, thành ra nó bị khô nước rồi, là cái thận nó hư rồi, cái tim nó hư, là nó bị mất mạng rất là dễ. Thành ra bây giờ đó, cái thuốc chữ ngừa mà rất là quan trọng cho các cháu cái tuổi đó là 2 tháng là đã bắt đầu nó phải uống cái thuốc đó rồi. Cái thuốc đó thì nó có hai loại, có loại mà nó cho 2 tháng và 4 tháng thôi, rồi có loại thì nó 2 tháng, 4 tháng, 6 tháng nó phải uống 3 dose. Nhưng mà từ cái ngày mà nó có cái thuốc chủng ngừa đó ra tới bây giờ đó là không, mình không có thấy các cháu nó nằm la liệt ở ngoài emergency room như hồi xưa nữa. Hồi xưa thấy thương lắm, thấy tội đi, mình đi emergency room mà thấy các cháu nó có nhiều khi á, các nhà thương á, họ không có đủ chỗ để cho các cháu nó vô để cho nước biển cho các cháu. Vậy là những cái loại chủng ngừa khác ngoài cái chủng ngừa cúm, chủng ngừa rota, còn những cái chủng ngừa loại nào để các em cần phải, cha mẹ cần phải biết để trích cho các con? Còn cúm á, thì là từ 6 tháng trở lên, từ zero, từ nốt xê xanh cho tới 6 tháng đó, thì các cháu nó không có được cái immune system của nó chưa có được hoàn chỉnh đó, thành ra chưa cần chích vào lúc đó. Lúc đó nó không có chích được, và cái lúc đó thì là cái sữa của mẹ đó là cũng rất là quan trọng, thành ra bảo vệ cho các em, tại vì mẹ có thể làm cái kháng thể để truyền qua cho các em bằng các đường sữa của mẹ. Không có một cái sữa nào, tất cả các loại sữa Similac, Enfamil, rồi Gerber, tất cả loại sữa không ai cũng bắt nói là của tôi giống của ba mẹ hơn, của tôi giống mẹ hơn, nó tìm thích cái những cái chất khác, nhưng mà không có sữa nào làm kháng thể sữa nhân tạo không được bằng sữa thiên nhiên, không của thế nào được thượng đế. Thì ra tới 6 tháng trở lên đó thì các cháu mới được chích cái thuốc ngừa cúm, rồi mới vừa sanh ra đó là các cháu nó phải chích ngừa cái viêm gan B liền ở trong nhà thương trước khi cháu nó đi về. Hồi xưa đó thì là cái thuốc đó, đó nó tới 2 tháng thì thường thường là các cháu sinh ra tới 2 tháng nó mới bắt đầu nó phải dùng chiếc thuốc chích ngừa. Nhưng mà tại vì cái hepatitis B, cái viêm gan B đó, nó có lẽ là tại vì mình du nhập vào trong Mỹ nhiều, thành ra cái cộng đồng của mình rất là dễ bị viêm gan B, mà hễ mà mình viêm gan B xong rồi nó có thể nó gây làm cho các cháu nó có thể lớn lên rồi nó bị hư gan, rồi nó làm cho ung thư gan này kia nọ. Thành ra bây giờ đó Academy Pediatric, tức là hội đồng nhi khoa đó, bắt là các cháu nó phải chích cái mũi đó trước khi cháu nó đi về. Còn nếu mà mẹ mà đã bị là carrier, tức là đã có mang cái con vi trùng vi khuẩn đó trong người á, mà nó cứ nằm nó ngủ trong đó, mặc dù mẹ không có cái, chưa có bị nó hoành hành, nhưng mà mẹ có cái con vi khuẩn trong người thì nó là sẽ các cháu con nó phải thì khi mà các bác sĩ sản phụ khoa đó coi cái hồ sơ bệnh lý của mẹ khi mà đi khám thai đó, thì là các bác sĩ phụ khoa sẽ kiếm coi là các bà mẹ có bị cái đó hay không. Thì khi mà vừa sanh ra một cái là các cháu nó phải có cái thuốc chủng, vừa thuốc chủng mà vừa cái kháng thể chích vô liền để cho hai mũi liền ngay lập tức, để cho các cháu nó không có bị hư cái gan của các cháu. Rồi sau đó là 4 tháng, 6 tháng là bắt đầu các cháu nó lại phải tiếp tục, 2 tháng, 4 tháng, 6 tháng. Thì nó phải tiếp tục những cái mũi thuốc đó. Thường thường là đi học là trong nhà trường sẽ đưa ra một cái list, danh sách để phụ huynh cần phải hoàn tất những cái mang tới các bác sĩ nhi khoa như là bác sĩ Lê Đào đây để chích hết các loại thuốc đó. Nhưng mà Hương Thơ thấy có điều đó nó có bắt buộc không? Tại Hương Thơ có một vài người bạn họ sợ chích ngừa một loại thuốc nào đó vì có một cái thống kê cho rằng chích cái loại thuốc đó thì sẽ bị autism, sẽ bị bệnh tự kỷ. Thì cái điều đó có bắt buộc cho phụ huynh, mandatory không thưa bác sĩ? Nào cái thường đó thì là dĩ nhiên là cái việc mà nói chích ngừa nó gây ra cái bệnh tự kỷ là hoàn toàn sai. Là tại vì họ đã có làm rất là nhiều cái trial, tức là cái nghiên cứu để coi là có thật sự là cái chích ngừa nó làm cho các cháu nó bị tự kỷ hay không. Nhưng mà họ nhìn họ thấy rõ ràng cái kết quả rõ ràng là không phải như vậy. Nhưng mà cái chích ngừa đó mà khi mà đi vô học thì họ bắt buộc là mình phải có mandatory những cái thứ chích ngừa nào đó để mà mình vô đó. Thứ nhất đó là mình không có lây bệnh cho các
những người bệnh khác, những người chắc các trẻ em khác, và thứ hai nữa là mình không có bị người khác lây bệnh cho mình. Đó, thành ra nó bắt buộc, nhưng mà thiệt ra đó thì cái mình có nói với cái chị Quỳnh Kiều, và mình có một số người họ nhất định họ không chích là không chích, thì có thể là những người đó họ nên giữ con ở nhà. Nếu mà mình không có chích ngừa đó thì mình không có nên để cho những người khác lây bệnh cho mình đó, thì mình lên giữ con ở nhà, mình dạy, mình cho home tutoring. Nhưng mà trường học nếu mà không chích thì cũng không cho đi vào học, không thưa chị? Cái câu hỏi của tôi là có bắt buộc phụ huynh phải chích ngừa cho các con trẻ hiện nay thì nó chưa có một cái luật rõ ràng là mình không có được vào học. Nhưng mà nó trường học nó cũng rất là làm phiền mình, nó phải bắt là phải đi tới bác sĩ ký giấy chứng nhận là tại sao là không có chích cho cháu này, rồi mình khi trước khi mình phải viết cái giấy là mình đã cắt nghĩa tất cả mọi sự rõ ràng cho bệnh nhân rồi, nhưng mà họ vẫn không đồng ý thì họ phải ký cái giấy cho mình là nếu mà cái chuyện gì xảy ra cho con của quý vị mà nó mà bị bệnh, chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Là mình không có chịu trách nhiệm. Và bác sĩ có bao giờ gặp trường hợp đó mà bác sĩ khuyên các phụ huynh và thuyết phục được họ không ạ? Thường thường đó thì là mình cũng cũng may mắn là cũng thuyết phục được rất là nhiều người, nhưng mà khoảng chừng 1-2 người là không được. Thì nhưng mà hiện thì họ mình có quyền, nếu mà mình không có thuyết phục được họ, họ không có tin tưởng mình thì mình không có mình có thể là mình từ chối, không có chăm sóc cho chăm sức sóc khỏe. Mình có thể refer, nói bệnh nhân có thể là đi chỗ khác để mà tìm một bác sĩ nhi đồng khác cho cháu. Nhưng mà thì thấy cũng tội nghiệp, nhưng mà mình cứ cố gắng, mỗi lần mình tới mình nói thêm ít, mỗi lần mình nói cố gắng mình nói thêm một ít. Thì thường thường thì là sau một thời gian thì là bố mẹ cũng bằng lòng cho cháu nó kích. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Đến đây chúng tôi xin được tạm ngưng một vài phút để gửi đến quý vị vài thông tin thương mại ngắn. Sau đó chương trình Câu Chuyện Y Khoa với bác sĩ Lê Đào, chuyên về nhi khoa, sẽ trở lại để nói về chúng ta những tầm mức quan trọng về chích ngừa cho các trẻ em, cũng như là những cái điều khẩn cấp xảy ra trong nhà đối với các trẻ em, và phụ huynh cần nên biết những điều gì để giúp cho các em thoát khỏi những cái nguy hiểm trong những cái tai nạn ở ngay tại nhà. Xin quý vị tiếp tục theo dõi.